Hello, xin chào toàn thể anh em ơi. Hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm 2024. Cửa hàng lột máy cưa bọn em lại xin tiếp tục soạn một cái lô máy cưa mới lên này. Đấy, lên thỉnh thoảng bán thanh lý cho anh em cho vui vui vậy anh em nhá. Đấy, đây tất cả là những sản phẩm cho anh em bán cho anh em giá thanh lý luôn anh em. Đó, và đánh dấu ký tự lô này chữ D này. Hôm nay thanh lý một cái bình điện này, 3 chiếc máy cưa và 2 chiếc máy cắt cỏ. Đây là những máy này là máy mới 100% nhá. Đây đều là hàng máy mới 100% chứ không phải hàng máy nhật bãi đâu anh em, lưu ý của em nha. Đầu tiên là D1 này. Tại sao mà mày ghi ký tự là chữ D1, D2, D3, D4, D5, D6 tại để cho thuận tiện anh em đặt hàng. Ví dụ anh em ưng cái D1 này rồi đúng không? Anh ưng cái bình điện này rồi này thì bảo là anh muốn mua cái D1 là được nhá. Muốn mua cái D1 là được, hoặc là anh muốn mua cái D2 là được, là em sẽ biết ngay anh em muốn đặt hàng con gì và đóng hàng gửi đi cho anh em cho nó thuận tiện. Anh em chỉ cần gọi thẳng trực tiếp cho em và cho em xin thông tin địa chỉ số điện thoại thì em sẽ ship đến tận nhà cho anh em. Bên em thì không bắt anh em cọc trước đâu. Đấy. Lô này là chủ yếu lên bán thanh lý này. Đầu tiên cái bình điện này là bình điện 20 lít này. Bình điện xịt thuốc sâu nhá. Bình điện này là 20 lít đấy. Đó, anh em nhìn này, tổng thể cái bình điện này sẽ nó có chất lượng không? Bình mới tinh 100% luôn. Đó, đây này, đây nó có cả cái phần này, bình ắc quy có thể tháo rời ra được này. Đấy, có thể kéo ra, rút ra được nhá. Đấy, rất là thuận tiện nha, về cho anh em ví dụ là khi mà anh em muốn thắp đèn bóng điện đồ linh tinh ấy, muốn lấy cái bình ắc quy ra để làm nhiều thứ việc khác thì mở cái nắp ấy ra thôi. Em đang bán cho anh em cái bình này là 590 thôi, ngoài cửa hàng em đang bán 700-800 một cái, nhưng mà hôm nay em bán cho anh em 590 một cái thôi nha. Bình mới tinh 100% cho anh em về xịt rau rợ linh tinh này, xịt thuốc sâu, xịt thuốc cỏ nhá. Đấy, bên trong của nó đầy đủ hết cần xịt này, đó, rồi phiếu bảo hành, cục sạc này, béc xịt đầy đủ hết nhá. Đây, anh em nhìn bên trong này, nhìn ok chưa? Rồi 590.000 cho một chiếc bình điện này. Anh em là múc múc ngay về mà xài anh em. Thỉnh thoảng anh em lên làm cái video lên thanh lý thôi anh em, chứ không có nhiều đâu anh em ạ. Thỉnh thoảng nói chung là lên làm cái video chơi chơi vậy. Đấy, đây công tác của nó đây nhá, làm cái nắp ở đây này. Nước nuôi không bao giờ nó bắn vào phần công tác làm hỏng công tác được. Đó, bật nước, điện kêu đầy đủ nhá. Đấy, bơm này là bơm đơn, bơm bình ắc quy 95A. Còn bơm đơn, bơm này thì nó là bơm to rồi, nó rất là khỏe nước, lưu lượng nước lên rất là khỏe, cứ không phải lan tan đâu ạ. Bình này thì xịt khỏe lắm chứ không có yếu đâu. Rồi, qua cái D1 rồi nhá. Đấy, rồi qua cái D2. D2 là hôm nay em để cho anh em một chiếc máy cưa này. Một chiếc máy cưa này em bán cho anh em là 1.150.000. 1.150.000 một chiếc nhá. Hàng này thì nó là hàng máy to để khai thác đấy anh em. Khai thác mà khai thác tầm trung. Hôm nay em bán cho anh em con D2 này 1.150.000 thôi. Lam đặc biệt sẽ dài là 55cm cho anh em này. Anh em thấy ok chưa? Máy mới tinh 100% nhá, có tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em. Đấy, con này ngoài cửa hàng đang bán 1.8-2 triệu ấy, nhưng mà hôm nay em lên thanh lý cho anh em thôi. Vui vui. Nòng 45mm, công suất là 54cc anh em nhá. Đấy, bên em bao ship cho anh em luôn. Con này thì để cho anh em về cắt những đường kính khung gỗ khoảng tầm 30-40cm đổ lại. Bên này là đổ xăng pha nhớt này, bên dưới này là đổ nhớt để bôi trơn làm xích này. Anh em không cần phải lăn tan đâu. Máy này là máy mới tinh luôn đấy, chứ không phải là hàng máy cũ đâu nha anh em nhá. Chưa có ai sử dụng cả. Đấy, nói chung là làm cái video này chủ yếu là để câu view đấy anh em, nên là bán cho anh em giá rẻ. Anh em nào mà cảm thấy ưng được thì chốt lẹ đấy. Đấy, gọi thẳng cho bên em để em ship cho. Bên em đây, đây nhìn anh em nhìn hộ em này, mới tinh 100% nhá, chưa có ai sử dụng này. Anh em nhìn hộ em này, bên trong này bình xăng con cũng có bộ chế hòa khí lọc gió linh tinh này. Đấy, chưa có ai sử dụng đâu, nên là cứ yên tâm, đây đều là hàng mới. Em có Sam nói vậy và anh em biết rồi, em làm ăn bán cái này thì nó quá là lâu năm rồi anh em. Đó, không uy tín vì sao mà bán được tới giờ này. Rồi, con này em nổ thử cho anh em nghe qua này. Nòng 45mm nha, lam sẽ dài 55cm để cho anh em cắt những đường kính khung gỗ khoảng tầm 30-40cm đổ lại. Cắt gốc cây, cắt hạ gốc cây, cắt gốc cây mít, cắt gốc cây nhã rồi linh tinh. Nổ nghe khỏe không? Đó. Nổ quá ok đi chứ. Con này thì máy nổ rất sướng nha. Rồi qua con D3 này là một chiếc máy cưa tay cụt để cho anh em nào mà leo trèo trên cao cắt cành tỉa nhánh này, hoặc là anh em lớn tuổi rồi không đeo được con máy to kia thì có thể lấy con máy nhỏ này về mà xài. Con D3 này thì em bán cho anh em là 1.250.000 nhá. Con này là nòng của nó là 36mm, công suất là 26cc. Đấy, Kamatsu KM2500 này. Đấy, dòng này thì để cho anh em cắt cành tỉa nhánh, cắt tỉa cây cảnh được luôn. Đó, nó nhẹ nhàng lắm, nặng tầm 3kg thôi anh em ạ. Hôm nay em bán cho anh em con 1.250.000.
ngoài cửa hàng đang bán cũng 1,7-2 triệu đấy một con, chứ không có cái giá này đâu. Đấy, con này lam đặc biệt sẽ dài 30 cm cho anh em, máy mới tinh 100% cho anh em luôn nhá. Đấy, đây sử dụng hai ốc chân lam và trực tiếp bằng khóa 13 này, máy móc tình trạng đẹp xuất sắc cho anh em luôn. Em nổ cho nghe này, con này thì nó có nổ nghe vòng cua máy rất là khỏe luôn. Anh em đang cần mua những cái máy cưa này này, mini này, để leo trèo trên cao ấy. Anh em là hay leo cao để cắt cây, cắt cành, cắt nhánh ấy. Đấy, thì anh em lấy cái con này cho nó nhẹ nhàng, cầm nắm một tay luôn. Bên trên này là đổ nhớt để bôi, bên dưới này đổ nhớt để bôi trơn, nó hút ra bôi trơn làm xích này. Còn bên trên này đổ xăng pha nhớt nhá. Đấy, cái này thì đổ nhớt vào cái nó tự hút ra, tự động luôn, bơm tự động luôn. Có thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ. Cái này là hệ thống thắng xích này. Anh em nhìn này, thắng nó lại cái xích này không chạy được nhá. Bóp thắng xích lên. Đó, cái xích nó chạy được. Đó, rất là nhiều công năng cho anh em, một chiếc máy cưa mini. Em đang bán 1,250 bên em bao ship cho anh em luôn. Rồi, qua con D4 này, cái con này là D3 rồi nhá. Con này là con D4 này là một con máy cưa nòng lớn, nhưng mà con này thì nó hàng chất lượng hơn cái con D2 một tí. Hai con ấy thì công suất nó ngang nhau, con D2 và con D4 này này. Công suất thì nó ngang nhau nhưng mà cái con này thì nó hàng chất lượng hơn. Đấy, con này là em đang bán 1,5 triệu. Con này đặc biệt tích hợp chủ giật trợ lực to luôn này. Nó tích hợp từ giật trợ lực nha, rất là nhẹ nhàng luôn. Sử dụng lam vẫn là 55 cm, lỗ bô 3 cửa xả luôn nhá. Đấy, thoát khí rất là tốt, nổ nghe từng máy rất là rét. Đó, con này em đang bán cho anh em này là 1,5 triệu một con này. Bên em bao ship luôn, nòng 45mm, công suất là 54cc. Lam 55 cm, cắt những đường kính khúc gỗ khoảng tầm 30-40 cm đủ lại. Cắt hạ gốc cây nhá. Con này là cắt hạ gốc cây hoặc là về khai thác tầm trung đấy anh em. Con này ngoài cửa hàng đang bán hơn 2 triệu nhưng mà hôm nay em bán cho anh em 1,5 triệu một con thôi. Ok chưa? Ok cho anh em 1,5 triệu cho con D4 này nhá. Anh em nào cần múc ngay về mà xài. Giá này là giá thanh lý, nó quá rẻ rồi anh em ạ, không đâu rẻ bằng đâu anh em. Rồi qua hai cái con máy cắt cỏ này, hai con máy này thì nó là hàng máy to để cho anh em chuyên về sử dụng đập phát cước. Hàng này là phân khúc hàng lớn đấy, hàng máy khỏe đấy, máy to. Anh em đập phát cước quanh năm ngày tháng. Con này là nòng 4, con D5 là nòng 40mm và con D6 là nòng 44mm nhá, anh em lưu ý hộ em. Rồi, review qua cái con D5 trước. D5 là một con máy cắt cỏ Hukama 541. Con này thì nó là hàng loại 2 thôi chứ không phải là hàng Hu của Thụy Điển đâu anh em nhá. Anh em lưu ý hộ em, Hu Thụy Điển bây giờ nó hơn 6 củ 3 một cái cơ, 6 củ 3 một con cơ. Còn cái con này hàng Hu loại 2 nhưng mà dùng vẫn là bảo chất lượng, ngoài cửa hàng đang bán tầm khoảng hơn 3 củ một con này. Nhưng mà hôm nay em sell cho anh em còn có một củ 950k một chiếc. Con D5 nòng 40mm. Hàng này để cho anh em chuyên về sử dụng đập phát cước rãnh nương nhiều nha. Đấy, anh em nhìn cái con máy này là biết nó chất lượng như thế nào rồi, không khác gì một con máy hàng Hu Thụy Điển cả. Đó. Đầu bò này cũng là đầu bò chống cuốn dây đầy đủ nhá. Đấy, nòng 40mm, công suất là 41cc. Dòng này tiết kiệm xăng cực kỳ luôn, một ngày hết tầm khoảng 3 lít xăng nếu mà phát cước thôi. Hôm nay em bán 1,950 bên em bao ship cho anh em luôn và tặng kèm cho anh em là một lưỡi cắt cỏ, một ổ phát cước, một chấn cỏ, một dây đeo, một bộ đồ nghề. 5 món phụ kiện sẽ kèm theo nếu mà anh em lấy cái con D5 này. Đó, và bên em hoàn toàn bao ship cho anh em 1,950k một chiếc thôi anh em nhá. Con này thì để cho anh em chuyên về đập phát cước đấy. Đập phát cước, đấy. Con này nó làm thiết kế rất là chất lượng luôn anh em nhá. Đấy, nhìn này, chân chống này, chân chống sắt luôn chứ không phải chân chống nhựa như mấy con máy giá rẻ đâu anh em. Đấy, tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ nhá. Có tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ luôn. Đó, tiết kiệm xăng nữa, con này thì nó không hao xăng, anh em cứ yên tâm. Em nổ cho nghe nhá. Em nổ cho anh em nghe này. Đó, nổ tiếng máy rất là chất lượng đúng không anh em? Con này nổ rất là ok đấy, máy móc khỏe để cho anh em chuyên về đập phát cước. Anh em nào mà rẫy nương đang nhiều nhưng mà kinh phí đang hạn hẹp, không có tiền mua những con máy hàng xịn thì lấy con này về mà xài anh em ạ. Dòng này vẫn là ok anh em nhá. Đó. Rồi qua con D6 này, hôm nay em thanh lý nốt con này. Con này ngoài cửa hàng đang bán 3,5 triệu nhưng mà hôm nay em bán cho anh em 2,7 triệu một con thôi. Hàng này này, hàng TJ53 nhưng mà dòng này thì nó cũng là hàng loại 2, hàng Kaiper nhá.
chứ không phải là hàng Kawasaki đâu. Kawasaki thì bây giờ nó là 6 củ, nhưng mà con này thì nó là hàng loại 2 thôi anh em. Hôm nay em bán cho anh em con này là 2 củ 7 một chiếc, nòng 44mm. Ăn xăng là một ngày tầm khoảng 3 lít rưỡi xăng trên một ngày nếu mà phát cước. Sử dụng côn là côn to luôn này anh em. Bộ chế là hai họng luôn nhá. Chế hai họng. Tay ga là đã lên nâng cấp lên tay ga cải tiến rồi, bóp cả ngày không biết mỏi tay rồi nhá. Đầu bò là đầu bò trồng cuốn dây, ống cần là ống cần 28, ống cần dày 2 ly cho anh em luôn. Rất là chất lượng cho con máy này nhá. Hôm nay em bán cho anh em là 2 củ 7 cho con máy này thôi. Nòng 44 ly, anh em nào về phát thuê phát mướn, nói chung là dùng chuyên nghiệp, rẫy nương nói chung là nhiều vô kể đấy, thì lấy con 2 củ 7 này về mà xài. Đó, D6 con 2 củ 7 TJ53 hàng Kaiper nhá anh em nhá. Em nổ cho nghe này. Nổ rất là êm ái luôn. Đấy, ngổ tiếng máy rất là êm nha anh em nhá. Nghe tiếng nổ gang tì của máy nó êm vô cùng luôn. Rồi, 2 củ 7 cho con máy D6 này đây anh em. Đó, anh em là con này thì nó là hàng máy to này nhá, hàng khủng long, một cân nặng 8,5 kg, con này nặng 7,5 kg. Hai con này nó là phân khúc lớn để cho anh em chuyên về sử dụng đập phát cước. Và bên em còn 3 cái máy cưa đấy và một cái bình điện. Anh em nào mà hốt luôn nha anh em nhá. Liên hệ trực tiếp cho bên em để đặt hàng anh em nha. Cho em xin thông tin địa chỉ số điện thoại thì em sẽ ship tận nhà cho anh em luôn. Vâng, xin chào toàn thể anh em, hẹn nhau những video tiếp theo nhá.